Xin chào cả nhà buổi tối nha. Thì tối hôm nay là mình tiếp tục mình đi ra cái cánh đồng ruộng để mình đi thăm những cái bẫy chuột. Hồi chiều mình đặt có mấy lồng thôi, do trời nó tối quá mình đặt không kịp. Bây giờ là cũng 8 giờ 30 phút rồi, mình tiến hành đi thăm. Đây, đến cái địa điểm của cái lồng đầu tiên là mình đặt ở trong này đây. Trời ơi, nguyên con chuột nằm chặt luôn cái lồng luôn rồi. Khủng luôn. Đây đây đây, cái chuột này rất là khủng. Rất là bự luôn, nằm bít luôn cái lồng của mình luôn đây. Con này rất là nặng đây. Trời ơi, một con cống nhum rất là to luôn. Đó, nằm đây luôn cái lồng như vậy. Cái đường nó đi cỏ ống nó cắn mà cái đường đi mòn như vậy. Để mình đi thăm tiếp các lồng khác xem sao nha. Ban đêm ở ngoài ruộng này rất là yên bình luôn, toàn là nghe những cái tiếng côn trùng nó kêu. Mình đi gần tới cái lồng tiếp theo rồi. Đây, cái lồng tiếp theo mình đặt ở trong này đây. Lồng này nắp lồng có sập mà. Đây đây đây, trời ơi, nguyên con cống nhum nó nằm núp ở cái góc trong đây. Đây, cái đường đi rất là mòn luôn. Đó. Lại dính được một con khủng nữa rồi. Con này cũng rất là to, nhưng mà nhỏ hơn cái con lúc nãy. Con này không có nghe khè nha. Được hai con như vậy là trúng mánh rồi. Để mình đi thăm tiếp các lồng khác xem sao nha. Đây, tổng kết của tối hôm nay là mình gài dính được hai con cống nhum này đây. Rất là to luôn. Còn bên này là ba lồng, bên này là không dính gì nha. Hồi chiều mình gài có 5 lồng thôi. Đây, dính hai cái con chuột này rất là khủng luôn. Con này rất to, nhưng mà vẫn là nhỏ hơn cái con bên này. Con bên này nằm đầy cái lồng luôn như vậy đây. Đó. Để lát nữa mình về mình cân cái con này coi được nhiêu nha. Con này nặng quá. Đây, cái con chuột này nó nặng ký đây. Đây. Con này nằm chắc luôn cái lồng này. Để mình để luôn cái con này lên. Đây. Hai con này. Hai con này tính hai. Chuột này rất to. Thôi chắc mình xin kết thúc video tại đây nha. Các video tiếp theo. Trúng mánh hai con chuột khổng lồ rồi.